Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh của mình. Và mình là Vũ Văn Quang đây. Thì một thời gian qua các bạn không thấy Khánh Linh chơi Free Fire thì rất nhiều bạn nghĩ là Khánh Linh không chơi game hay là bắn gà đúng không? Nhưng mà các bạn nhầm to rồi. Thời gian qua Khánh Linh luyện trình kinh khủng lắm. Giờ bắn gọi là chùm Free Fire đệ cu tứ luôn. Ngày hôm nay gáy ác lắm anh em nên mình quyết định làm clip solo luôn. Bây giờ nhá, nếu mà em solo với anh ấy, em thua một mạng, em sẽ phải thơ anh một cái. Anh nếu mà chó. Nếu mà em thắng. Em thắng anh á, anh sẽ hát cho em nghe. Được không? Ôi. Anh hát dở mù chả thèm. Thế thì được rồi. Hiện tại em đang có 30.000 kim cương đúng không? Nếu mà em thắng anh á, anh sẽ nạp cho em đến 100.000 kim cương luôn. Thật không? Anh thiếu gì ngoài kim cương đâu. Anh suy nghĩ lại đi. Trời, sao phải suy nghĩ, người ta có trình ai như con gà em. Anh biết nạp từ 30.000 lên 100.000 nó phải mất bao nhiêu tiền không? Tầm mấy chục triệu. Tầm mấy triệu. Anh nghĩ gì mà anh có thể bỏ ra tiền để còn nạp được như thế? Bởi vì chắc anh chắc là em thắng anh rồi. Vơ đi, xin lỗi đi, có trình không? Dăm ba con bót. Trời, vào anh ký đầu cho ông mà khóc. Anh khinh thường em quá nhở? Vào game vô solo biết. Luôn. Vô thích súng gì? Thích em súng gì? Cứ MP5 cứ ok, cứ súng tiểu liên thôi. Tiểu liên shotgun nhá. Ok, vô rồi. Ý bắn cho lại khóc. Nhớ chả thua, sợ. Nhớ thua là phải thơm người ta phát cơm chó ấy. Biết rồi. Ok, vô. Sao nhở ai gáy nhở? Ôi con gà, sao anh chơi được như thế? Anh hack phải không? Hack gì mà hack, người ta có trình, người ta có kỹ năng kêu hack. Chắc chắn là hack thì mới chơi được như thế. Thắng làm vua, thua kêu hack. Chả kéo đây. Thơm anh thắng em 74 thì em phải thơm anh 3 gái, 7 9 3. Thơm chấp con hack. Người ta có trình ấy, không tin gửi cho Gana check xem. Thơm ơi, chìa mà tại đây tự thơm đi chứ, người thắng
Một, hai, ba. Ui sướng. Mấy bạn đang xem chắc cay lắm này. Phát cơm chó. Lêu lêu. Con gà. Cay. Cay. Chả chơi nữa. Số hách. Đi em tố cáo anh. Gọi tố cáo đi, người ta con của Ghana ấy. Tố cáo không phải. Mà có hack đâu. Không hack. Ok mọi người, vậy là mình đã solo thắng Thánh Linh. Thơm sướng quá. Mấy bạn mà không có người yêu xem chắc cay lắm mọi người ạ. À, phát hiện ra là ui giời, hết gáy anh em ạ. Uầy, mình phát hiện ra nick Thánh Linh có nhiều kim cương phết mà chưa tiêu anh em. Xem có cái gì mới không này. Gà hoảng hốt nằm đứng giai điệu để xem cái nào đẹp nha. Mình sẽ săn cho xem Thánh Linh có XM8 chưa mọi người ạ. Nếu mà chưa có mình sẽ săn khẩu này. XM8 chưa có khẩu gì xịn. Ok, mình sẽ săn gà hoảng hốt cho Thánh Linh nha. Để xem là phát đầu tiên có dao nha. Không ra anh em ơi. Nhân phẩm đen quá, bắn gà nhân phẩm. Đúng rồi, bắn gà săn cho khẩu con gà này bắn đúng chuẩn đấy. Có gì quay phát ra thì tuyệt vời nhớ. Cái này mất 190 huy hiệu anh em ạ. Không ra hả? 120 còn thiếu 70 huy hiệu nữa. Phát này là phải đủ huy hiệu rồi chứ quay này không ra nổi. Anh gà hút máu ghê á. 69 nữa này, cứu chưa ta. 81, 10 huy hiệu nữa. Ok, mình sẽ đổi luôn nha. Rồi. Quá đẹp, khẩu này rất là mạnh nha mọi người. Bạn nào mà chơi khẩu này thì vào sở hữu ngay nha. Khẩu này tăng 2 tốc độ bắn 1 xuyên giáp. 1 xuyên giáp này cực kỳ đau á. Anh em có giáp 3 hay giáp chống nổ bắn cũng cực kỳ đau. Ok, rồi. Điện ngay. Để xem cầm cái chảnh chó đấy đẹp không nha. Đó, ui. Đẹp, đẹp, đẹp. Đây có cả hiệu ứng này. Đó, đây là hiệu ứng tiêu diệt này. Ok, ra chảnh chó nha. Ra chất chơi ấy, đó. Đó, clip của mình kết thúc ở đây thôi. Các bạn thấy clip này hay đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình động lực làm những video hay hơn nha. Bye bye, hẹn mọi người trong clip lần sau nha. Mình sẽ phá nốt kim cương anh em ạ. Thằng này, mày dám tiêu kim cương của tao? Tiêu đâu, người ta quay súng hộ. Rõ ngày vừa nãy tao có 30.000 kim cương xong. Người ta quay súng hộ mà. Ai? Ai cho mày tiêu? Nạp lại lên. Gì có tiền mà nạp, người ta quay súng hộ đấy. Nạp lại bằng được nhanh. Bình thường người ta quay khẩu này mất 3-4 nghìn kim cương, đây quay mất có 1-2 nghìn mày thôi. Mày có nạp lại không? Không có tiền, đau vậy. Nạp lại. Ai, không có tiền, người ta quay cho, đừng nhéo, người ta quay súng cho còn. Mày lấy hẳn 1.000 kim cương của ta đi chơi, gần 2.000. 2.000 mà quay khẩu súng này là rẻ rồi đấy, người ta quay tao mất. Tao không cần súng xịn, tao chỉ cần kim cương thôi. Không có, không biết làm nào. Thế là ai mày quay, mày hỏi ý đâu chưa mày quay? Chưa, nhưng mà nạp giả lại kim cương nhanh lên, không thì rửa bát một tháng. Gì có tiền mà nạp. Thế mày không có tiền nạp sao mày mày quay với tao? Quay hộ, như đâu hết sự kiện không lấy được gì. Kim cương là tao để dành để còn tặng các bạn fan. Thế đi mày quay như thế. Không biết, người ta quay hộ cho còn chửi. Quay rõ rẻ. Có đầu. Chơi nhá. Mày có rửa bát một tháng không? Mày chắc là mày không chơi không? À hay. Mày làm có lỗi rồi mày còn thúc rối à? Rửa bát. Ôi ôi, cảnh này chắc phải cắt đi không mọi người xem được, nhục chết. Bye bye mọi người, nhục quá. Ê.